Chào quý vị và các bạn quay trở lại với đề cương ôn tập cuối học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 7 Global Success năm học 2023-2024 với cái bài tập phần nhấn âm 10 câu nhấn âm nha. Driver nhấn âm đầu, distance nhấn âm đầu, traffic nhấn âm đầu, repeat nhấn âm 2, thường cũng động từ hàm tiết thường nhấn âm 2, danh từ hàm tiết nhấn âm 1 nhé. Sang câu số 2, energy nhấn âm đầu, plentiful nhấn âm đầu, another nhấn âm 2, dangerous nhấn âm đầu, cho nên đáp án đó là câu B. Sang câu số 3, confused nhấn âm 2, shocking âm đầu, youthful âm đầu, boring âm đầu, vậy đáp án của chúng ta là câu A. Sang câu số 4, future âm đầu, traffic âm đầu, patron âm đầu và alone âm 2. Tiếp theo, câu số 5, popular âm đầu, consumption là âm 2, teleport là âm đầu và accident là âm đầu. Cho nên chúng ta khoanh vào consumption. Những cái đuôi sần chỗ nhấn trước đó một âm, tức là ở chỗ này thì phải là âm 2 rồi. Prepare, động từ hàm trước nhấn âm 2. Custom là âm 1. Turkey âm 1. Patient âm 1. Đáp án đó là câu A. Sang câu số 7, attention nhấn âm 2. Holiday nhấn âm đầu. Pollution nhấn âm 2. Effective nhấn âm 2. Đáp án là câu B. Sang câu số 8, amazing là nhấn âm 2. Recycle là nhấn âm 2, historic nhấn âm 2 và government âm 1. Để đáp án là câu D. Sang câu số 9, sang câu số 9 này, expensive là âm 2, abundant là âm 2, convenient âm 2 và syllable là âm đầu. Sang câu số 10, roaster là âm đầu, driver âm đầu, success âm 2, traffic âm đầu, đáp án là câu C.